Ryan Gravenberch, một cái tên từng là ngôi sao cô đơn trên băng ghế dự bị tại Bayern Munich, giờ đây lại nổi lên rực rỡ trong màu áo Liverpool. Chẳng phải nói quá khi khẳng định anh đang là một trong những tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất tại Premier League. Chứng minh điều đó trong phần còn lại của mùa giải, duy trì một khoảng thời gian dài nữa, và khi ấy thì Anh vực sẽ xứng đáng với từ đẳng cấp đầy hào nhoáng. Với một đội bóng ít tiềm lực hay một triều đại sớm nở chóng tàn khác, hy vọng vào một sự vươn tầm của một cầu thủ từng chỉ đóng vai trò kép phụ và không được trọng dụng trong thời huấn luyện viên cũ này là điều khó khăn. Nhưng mà vì đây là Liverpool, còn ông thầy chỉ đạo thì là Arne Slot. Vậy nên hành trình để Gravenberch trở thành CDM xịn nhất Premier League, được nghi ngờ nó đang diễn ra rồi. Trong thời gian cuối của kỷ nguyên Jurgen Klopp, vấn đề tuyến giữa của Liverpool từng là một mối lo lớn. Họ phải đối mặt với sự thay đổi lớn khi bộ ba tiền vệ nổi bật Thiago, Fabinho và Jordan Henderson dần dần rời xa đỉnh cao. Điều này đặt ra một thách thức vô cùng lớn cho Jurgen Klopp trong việc tái cấu trúc hàng tiền vệ nhằm giữ vững sức mạnh của đội hình. Kỳ chuyển nhượng mùa hè 2023-2024 chứng kiến sự bổ sung của hai cái tên mới Alexis Mac-Allister từ Brighton và Dominic Szoboszlai từ RB Leipzig. Những vấn đề lớn nhất lại nằm ở vị trí tiền vệ phòng ngự CDM, nơi mà Liverpool buộc phải tìm kiếm một người kế nhiệm xứng đáng cho Fabinho, cầu thủ trụ cột đã chuyển sang thi đấu cho Ả Rập Saudi. Ban đầu, Romeo Lavia của Southampton được nhắm đến như một phương án lý tưởng, nhưng Chelsea đã vượt mặt The Kop để chiêu mộ tài năng trẻ này. Đứng trước tình thế đó, Liverpool buộc phải thay đổi chiến thuật và mang về Wataru Endo cùng Ryan Gravenberch. Việc lựa chọn này đã không khỏi gây ra nhiều sự hoài nghi từ phía người hâm mộ, nhất là khi Endo đến từ Stuttgart, còn Gravenberch đã trải qua một mùa giải thất vọng tại Bayern Munich. Với mức phí 34 triệu bảng dành cho Gravenberch, không ít người đã đặt ra câu hỏi về khả năng trong việc thích nghi và tỏa sáng tại môi trường khắc nghiệt của Premier League. Tuy nhiên, sự bất ngờ đã đến khi Gravenberch nhanh chóng chứng tỏ giá trị của mình tại Liverpool. Dù dưới thời Klopp, anh chưa được trao nhiều cơ hội, nhưng khi Arne Slot lên nắm quyền vào mùa hè 2024, mọi chuyện đã thay đổi. Slot, với triết lý bóng đá tấn công, kiểm soát và tổ chức linh hoạt, đã nhìn thấy tiềm năng và khai thác hết khả năng của Gravenberch trong vai trò của một số 6. Đây là vị trí mà cầu thủ người Hà Lan từng chơi rất tốt tại Ajax Amsterdam, nhưng lại chưa bao giờ thể hiện được tại Bayern Munich. Dưới sự dẫn dắt của Slot, Gravenberch đã trở thành chìa khóa trong lối chơi của Liverpool. Ngay từ những trận đầu tiên của mùa giải 2024-2025, Gravenberch đã gây ấn tượng mạnh khi đá chính liên tục trong cả Premier League và Champions League. Những con số thống kê đã chứng minh sự tiến bộ vượt bậc của cầu thủ này. Khả năng điều tiết trận đấu, đọc tình huống và ngăn chặn đối thủ của Gravenberch khiến nhiều đội bóng phải dè chừng. Thậm chí, không ít chuyên gia đã so sánh anh với những tiền vệ hàng đầu như Declan Rice hay Rodri. Gravenberch không chỉ hoàn thành tốt vai trò phòng ngự mà anh còn hỗ trợ rất đắc lực cho mặt trận tấn công nhờ vào khả năng truyền bóng và xử lý tình huống thông minh. Sự phát triển vượt bậc của Gravenberch dưới thời Slot đã khiến nhiều người bất ngờ, kể cả những huấn luyện viên từng làm việc với anh trước đây. Julian Nagelsmann, cựu huấn luyện viên Bayern Munich từng thừa nhận: "Ryan là một cầu thủ xuất sắc và tôi đã mong đợi sự phát triển này từ cậu ấy. Tuy nhiên, tại Bayern, chúng tôi có quá nhiều sự lựa chọn ở hàng tiền vệ với Joshua Kimmich và Leon Goretzka nên rất khó để Ryan có thể tìm được chỗ đứng. Nhưng giờ đây, dưới ánh đèn của Premier League, Gravenberch đã tìm thấy một môi trường hoàn hảo để phát triển tài năng của mình. Arne Slot đã nhìn thấy tiềm năng của Gravenberch, biết cách khai thác nó một cách triệt để. Sự kết hợp giữa Gravenberch và Mac-Allister trong sơ đồ 4-2-3-1 của Liverpool tạo nên một cặp đôi hoàn hảo giúp The Kop kiểm soát tuyến giữa một cách hiệu quả. Với Gravenberch lùi sâu để giữ nhịp trận đấu và hỗ trợ phòng ngự, Liverpool đã có thể triển khai bóng mượt mà từ hàng thủ lên tấn công, tạo điều kiện cho các cầu thủ sáng tạo như Szoboszlai và Salah tỏa sáng. Jamie Carragher, huyền thoại của Liverpool, sau khi chứng kiến màn trình diễn của Gravenberch trong trận thắng 3-0 trước Manchester United hồi tháng 9, đã không ngần ngại so sánh anh với Patrick Vieira, một trong những tiền vệ vĩ đại nhất trong lịch sử Premier League. Gravenberch có tầm vóc, sức mạnh và khả năng chơi bóng không khác gì Vieira khi ở đỉnh cao phong độ. Nếu cậu ấy duy trì được phong độ này, không ai biết cậu ấy sẽ vươn tới đâu trong vài năm tới nữa. Carragher nhận xét, một trong những yếu tố quan trọng giúp Gravenberch tỏa sáng đó chính là sự tự tin và niềm tin mà anh nhận được từ huấn luyện viên Arne Slot. Từ một cầu thủ phải ngồi dự bị tại Bayern Munich, Gravenberch giờ đây trở thành người dẫn dắt lối chơi của Liverpool. Slot đã nói với tôi rằng tôi phải tập trung vào vai trò số 6 và số 8. Bây giờ tôi chơi ở vị trí số 6 và tôi thích điều đó. Mọi thứ tại Liverpool đang diễn ra tốt đẹp và tôi cảm thấy mình đang phát triển mỗi ngày.
Gravenberch chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn gần đây. Ryan Gravenberch còn gây ấn tượng mạnh với thể lực dồi dào và khả năng chạy chỗ thông minh. Theo thống kê từ Premier League, Gravenberch nằm trong nhóm những cầu thủ di chuyển nhiều nhất trong các trận đấu của Liverpool với khoảng cách trung bình lên tới hơn 10 km mỗi trận. Nhìn vào hành trình của Gravenberch từ thời điểm gia nhập Liverpool, không thể không nhắc đến sự thay đổi trong tư duy chơi bóng của anh. Từ một cầu thủ có xu hướng chơi tự do tại Ajax, giờ đây Gravenberch đã trở thành một tiền vệ kỷ luật và sẵn sàng hy sinh cho đội bóng. Huấn luyện viên Ronald Koeman của đội tuyển Hà Lan đã từng nhận xét về Gravenberch: Ryan luôn có tiềm năng lớn, nhưng cậu ấy cần phải học cách tập trung và tận dụng tối đa khả năng của mình. Tôi tin rằng Premier League đã giúp cậu ấy trưởng thành hơn rất nhiều. Sự tiến bộ của Gravenberch không chỉ giúp anh ghi điểm cho mắt người hâm mộ Liverpool, mà còn khiến những đội bóng đối thủ phải dè chừng. Những đội bóng lớn như Manchester City hay Arsenal với những tiền vệ đẳng cấp như Declan Rice hay Rodri sẽ phải tìm cách đối phó với sự xuất hiện của Gravenberch trong các trận đấu quyết định. Nếu tiếp tục giữ vững phong độ hiện tại, Gravenberch có thể sẽ trở thành một trong những cầu thủ chủ chốt giúp Liverpool chinh phục những danh hiệu lớn trong mùa giải 2024-2025. Sẽ thật là tham vọng trước mùa giải này khi có ai khẳng định rằng một Liverpool dưới thời huấn luyện viên mới, khi mà huyền thoại Jurgen Klopp đã rời đi, lại có thể trở lại mạnh mẽ và kịp thời đến vậy. Cả kỳ chuyển nhượng, họ đem về Chiesa trong vai trò dự bị cho Salah, rồi thì thủ thành Mamardashvili, nhưng cũng đã gửi lại câu lạc bộ cũ để cho mượn. Đây được xem là những hành động rất bất thường, và những gì mà Arne Slot cùng ban lãnh đạo muốn gửi gắm đến những người hâm mộ đó là sự yên tâm rằng đội hình mà họ đang sở hữu là hoàn toàn đủ để hướng đến một mùa giải mới rồi. Và từ hàng thủ đã trở nên chắc chắn hơn với chỉ đúng 2 bàn thua phải nhận tính đến vòng đấu thứ 7, 18 trên 21 điểm có được trọn vẹn, nắm giữ vị trí đầu bảng. Còn có gì để phải nghi ngờ vào sự lựa chọn thay thế của ban lãnh đạo, của Arne Slot và từ những cầu thủ quen thuộc? Nhưng nhiều phần trong số đó đang dần tiến hóa vậy. Ra sân trọn vẹn cả 7 trận đấu tại EPL, thi đấu tới 629 phút và giúp đội bóng chống chọi lại với mọi tuyến giữa mà đội nhà phải đối mặt, từ Milan, Bologna, Palace và gần đây thì Hungary cũng là một ví dụ. Trận đấu trước Đức thì có thể xem là một ngày hoạt động vất vả hiếm hoi của Ryan Gravenberch, và điều đó cho thấy rằng từ kỳ vọng của người hâm mộ đến vị thế hiện tại của Anh vực, không ai nhìn nhận anh như một cầu thủ dự bị mòn kiếp tại Bayern hay một dạng cầu thủ tình thế được Jurgen Klopp thay vào sân để hóa giải tình hình. Ryan Gravenberch sau một thời gian ngắn tại nước Anh đang là sự lựa chọn số 1 của Liverpool, và trong dài hạn, như Carragher đã nói, chẳng biết sẽ tiến xa được thế nào nữa. Với tiềm năng và khát khao cống hiến, anh có thể trở thành một trong những tiền vệ hàng đầu châu Âu trong tương lai gần. Câu chuyện của Gravenberch chính là minh chứng rõ ràng trong việc tài năng và quyết tâm có thể thay đổi mọi thứ, biến một cầu thủ từ băng ghế dự bị thành một ngôi sao sáng trên sân khấu lớn. Liverpool với Gravenberch trong đội hình có lẽ đang nghĩ xa hơn nhiều so với tham vọng top 4 hay một hành trình chấp nhận được trong kỳ chuyển giao. Nếu tuyến giữa của họ đủ vững chắc, đó sẽ là tiền đề để Arne Slot cùng các học trò vươn mình và ngay lập tức Jadon Sancho đến danh hiệu vô địch luôn đấy chứ.